Rồi rồi rồi, nguy hiểm nguy hiểm. Trời mà không. Rồi. Và... đâu cười nó nở trên mặt của anh Đức. Chú. Ôi ơi. Con mới gặp đội kia đạt gạt theo tay mình tới anh kìa. Đúng rồi. Đúng hả? Ừ, mà đúng rồi. Kia bằng tuổi mấy đứa hay lớn hơn. Dạ bạn luôn. Ngang ngang. Ngang ngang con à. Giờ mấy đứa chấp nhận kèo không? Chấp nhận luôn chú. Rồi vậy chắc Trang Vinh với em mà đứng ngoài chứ chơi không nổi rồi. Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay là có Đức gặp được đội bên kia gạ kèo team mình đá banh, thì hôm nay mình chấp nhận đội bên kia luôn. Bây giờ Đức lại hỏi đội bên kia có yêu cầu là gạ kèo gì? Đi. Bạn mình biết mới phải công bằng chứ. Chị tin tiền thân chị ôm mình. Vô luôn rồi em. Trời ơi vậy? Rồi vậy là ai thua là trả tiền sân với bao đội bên kia chồng nước ha. Mình nghe nói là bên kia có người là đá giải cho nhà trường như các bạn. Đúng rồi đó. Em không biết mà khoán được không nè anh. Ông nghĩ sao lần trước tụi mình đá được giải huy chương vàng mà không lẽ lần này không lại? Hồi hộp quá các bạn ơi, không có biết team mình thắng đội bên kia không nữa. Còn đừng có hồi hộp căng ơi, lỡ như thua mình trả tiền sân với bao nước chứ có gì đâu. Mấy anh đá đi, để lát em ở ngoài lụm banh cho. Tụi em ở ngoài cổ vũ cho tụi anh có tinh thần để đá nha. Đội bạn là ở bên kia kìa. Mà giờ mình có chiến thuật gì không? Đông luôn chú ơi. Giờ đội mình là ai là đội trưởng đây? Anh Minh hả? Rồi bây giờ mình đâu biết đội bên kia là gồm ai đâu, giờ mình qua mình hỏi đi. Ok. Giờ mà một đội là 5 người, bên kia cũng 5 người. Cha, bên bạn mình thấy hơi đông các bạn. Ừ, bên bạn có dự bị nữa kìa. Đội bên kia được thay phiên, còn tụi con là cố định luôn á. Ôi vậy. Vậy là mình thiệt thòi cái là mình không có người dự bị. Không có người thay phiên là dễ mất sức lắm. Thì chú chạy. Chú làm công tài chứ chạy theo cũng mệt nữa chị đó. Team mình ít quá bởi vì không có thành viên để dự bị luôn. Con dự bị nha. Trời ơi, Vinh mà dự bị. Bây giờ mình đá 1 tiếng rưỡi ha. Dạ, chốt luôn chú ơi. Rồi đá hết tiếng rưỡi thì coi ai đi bàn nhiều nhất thì đội đó thắng. Rồi đội bên bạn là mấy người? Mấy người đá chính đâu? Mấy người. Rồi trước khi đá cho hỏi là mấy bạn học lớp mấy? Dạ. Trong nhóm bạn là có 7, 8, 9 luôn. Rồi trước khi đá thì giờ team mình bài chiến thuật ai hậu vệ, ai tiền đạo gì nè? Ở chỗ chứ đưa chỗ. Giờ Đức đá hay nè. Thôi để anh với Đức lên trên cho hai em hậu vệ đi. Được. Rồi giờ hậu vệ lên. Ừ, được á. Cái tay cái nào? Rồi vô, quyết thắng nha. Ok, quyết thắng. Yippee. Rồi. Vô. Mới vô là đang tìm hiểu kỹ thuật của đối phương. Coi chừng nha Mạnh, trời ơi, trời dưới. Nguy hiểm quá Mạnh. Rồi, bị phạt biên. Nói chung là mới vô là mình đang tìm hiểu thôi, chưa gây cấn đâu. À, Trung đang giữ banh nha. Chuyện cái đồng đội Đức ở trên kia. Đức không lại rồi, đội bên kia quá to con. Minh lên luôn. Đức ghi bàn, Đức ơi. Hay quá Đức. Sút. Ừ, còn Minh. Rồi, Minh hết banh luôn. Hồi nãy cũng hồi hộp lắm nha. Chờ một cú sút thẳng xuống con này luôn. No. Trời ơi, anh có đánh ơi. Trời ơi, một xíu nữa là bị thủng lưới rồi. Bắt lấy cái đi chị. Rồi nãy nhờ có ăn cản cú thua. Cái này đá cũng kích tính lắm nha. Rồi đội bạn phản công nha. Hay quá. Rồi Minh lên, phản công Minh ơi. Rồi, quá được không? Hay quá Trung ơi. Hay quá Trung ơi. Gió tùm lum tà la. Rồi, điên rồi. Rồi, đội bạn phản công rồi. Team mình sẽ làm gì tiếp theo? Rồi, nhiều quá. Ném biên gần cũng thành lắm nha, hơi biên nguy hiểm nha. Xuất xa. Ô, không vào. Rồi, đội bạn phản công. No, hay quá Mạnh ơi. Mạnh cú thua một bàn trông thấy luôn nha. Như một tia sét luôn, không kịp đỡ luôn á. Mặt trời nó căng quá, mình bị xỏ kim luôn nha anh em. Rồi Mạnh bó tay để đó luôn nha. Thắng cộng Minh ơi. Ở đội bạn tấn công hoài luôn vậy. Hay quá. Trời ơi Minh mệt gì đá yếu Minh. Ơi chạy không xíu mệt chú ơi. Tấn công. Đức nãy giờ chưa ghi bàn được Đức ơi. Ghi bàn được không?
sút. Trời ơi Đức, có lỡ cơ hội quá, đáng tiếc luôn rồi. Đội mình mới vô cái mệt rồi. Rồi rồi, mình đứng ở đây. Ôi, hay quá anh. Rồi lên luôn, lên luôn. Qua không Đức? Kỹ thuật của Đức không qua nổi rồi. Rồi, hết biên. Rồi, mạnh truyền không chính xác. Rồi, có ghi bàn nữa không? Rồi, pha hụt tới của đội bạn. Hồi nãy mà bạn còn hụt tới, chắc mình nghĩ cũng vào rồi. Chạy quá nhanh. Hay quá. Rồi, không qua được bạn rồi. Phối hợp ăn ý với mình không đây? Hay quá. Rồi Minh, tấn công bên đây, xuất xa bên đây. Trời ơi, cũng căng quá, thật căng luôn. Đội bạn đá rất là chuẩn luôn nha. Để con xíu mệt rồi mà. Quá căng. Thủ môn Mạnh cũng xuất sắc lắm nha. Dạ kìa không? Hay quá. Ôi, đội bạn đá có vẻ là trình độ chuyên nghiệp lắm nha. Mình nghĩ đá giải của trường đâu có phải tầm thường đâu. Rồi bạn tấn công cái nào xuất xa luôn. Wow, rồi chút xíu nữa vào rồi. Nó từng banh lên. Ơi. Trận đấu này gây cấn nha. Không được về. Trung đá bỏ dài luôn rồi, mang về đá khó quá. Trời ơi, con né nó cha. Trời ơi. Trung đá giải ao làng mang dài không quen giờ bỏ dài hết á Trung. Hay quá. Trời ơi, hồi nãy giờ mới thấy team mình phản công một trái. Nhưng mà không vào. Qua đội bạn đá kỹ thuật chuyên nghiệp quá, nhẹ nhàng. Đứng luôn nha hả? 35 giờ. Trời ơi, hên quá. Trời ơi, thấy mình cũng vào 90% luôn á. Mệt quá các bạn, không vào. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đâu bạn. Về cũng được. Coi Đức, Đức như thế nào. Đức dễ kỹ thuật lắm nhưng mà không qua nổi rồi. Rồi, biên đội bạn rồi. Rồi, nguy hiểm. Trời mà không. Rồi. Cái này là do sự nhầm lẫn của đội bạn, lung túng, sai sót của đội bạn thôi. Cái đó là coi như là không có hay lắm. Coi như đội mình là ăn mai của đó nha. Và tỷ số bây giờ đang 1-1. Bên mình được 2-1 rồi. Yeah, mừng quá à. Bao nhiêu hy vọng chờ đợi cuối cùng á, bây giờ cũng đền đáp được rồi. Trung lập công rồi anh em ơi. Hồi nãy là mình không quay máy mà đội mình đá vô đường trái nữa là đội mình được 2 rồi nha bạn. Đội bên kia 1. Rồi, có tinh thần rồi đó. Nãy máy quay mình nó trục trặc, nó đứng máy. Rồi đội bên kia bắt xe đi. Đội bên kia phản công đây, không biết có gỡ bàn không. Hồi nãy mình tưởng đội mình thua các bạn, do là đội bên kia áp đảo quá, nhưng mà cuối cùng đội mình đã chiến thắng 2-1. Rồi, nên đưa lên. Cái này gọi là kỹ thuật hay kỹ năng hay là may. Để cuối cái video các bạn sẽ biết nha. Mình cũng không tin đội mình sẽ thắng nữa các bạn ơi. Tại đội bên kia ai cũng kỹ thuật cao hết. Minh vô đội không Minh? Trời ơi. Xíu nó vô rồi. Đá xuống dưới dài luôn anh em. Cột lên đi, cột lên. Từ từ từ, để đội bên đây cột dài cái. Rồi rồi, vô.
Đức là tiền đạo cũng chắc lắm nha. Vào. Cái gì vậy, có nằm mơ không vậy? Mình nghi bạn mình không tin luôn á. Rồi vậy là 3-1, nhưng mà đội mình nha. Đội bên bạn có thả không vậy? Đá thiệt tình không có thấy quay phim mà thả nha. Rồi đội bên kia thay người rồi nha. Rất là kịch tính nha các bạn. Đội bên kia thay người rồi. Rồi rồi, có mình mạnh thôi. Rồi đi bàn các bạn ơi. Rồi 3-2. Rồi đá hiệp mới nha. Thiệt quá Mạnh ơi. Mạnh liều quá Mạnh ơi. Mạnh liều quá Mạnh ơi. Mạnh liều đang làm cho vui không khí lên các bạn ơi. Thông thả mà đá thôi. Ừ đúng rồi, chọn nha. Đá là phải bình tĩnh tự tin mới chiến thắng nổi. Đẩy ra. Mà tự tin quá khi thua luôn nha. Vô. Rồi. Hay, bò với bò đá luôn. Trúng phản công rồi, ném biên về mình rồi. Rồi xuất. Trời ơi, rất là căng luôn. Thủ môn Mạnh rất là tuyệt vời. Rồi đá đứt đá thật góc như thế nào đây? Rồi, quá đà rồi. Vô rồi. Về về rút về. Bên kia phản công nhanh đó. Rồi hết đi. Chuyền quá chậm vậy. Hên hên. Rồi rồi rồi. Đá dội rồi. Rồi nguy hiểm nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. No. Rồi hên quá. Đóng kẹt chết luôn. Rồi Mạnh cũng thua nãy giờ nhiều bàn lắm rồi các bạn ơi. Đội bên đây, đội bên bạn đã rất là kỹ thuật nha. Trời ơi, nguy hiểm. Rất căng thẳng nha. Trận đấu này là bằng đá bằng kỹ năng thật sự. Trời ơi. Wow. Chụp rất là hay. Nãy giờ đá quá mệt các bạn, chạy sốc hông luôn mà. Đội mình không có người thay. Hay quá. Rồi đội mình quá là lơ là chỗ đó các bạn ơi, để thủng lưới rồi. Rồi hiện tại bây giờ đang là 3-3. Uống nước cái. Thôi nghỉ 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 uống nước cái đi. Thì giờ team mình nghỉ uống nước giải lao nha. Còn em nè, nguyên cái banh vô bụng luôn, đau muốn chết luôn. Rồi vô bụng. Rồi trời ơi. Trời ơi mệt đi rồi, bàn lại chiến thuật nha. Chứ nãy là thấy đá hỏng nhiều chỗ lắm á. Rồi giờ mình sẽ đổi lại chiến thuật nha. Giờ chung thủ môn xíu lần nữa mình vô lại nha anh em. Rồi giờ đổi chiến thuật là chung thủ môn nha. Mạnh lên. Coi Mạnh có gánh lại không? Tỷ số hiện tại đang là 3-3. Trời ơi. Bên kia cũng đổi người luôn hả nha. Có bên mình là không có được đổi người thôi. Đội bạn đá rất là bình tĩnh luôn á. Rồi. Góc. Rồi, lỡ banh. Mạnh này chụp đủ môn cũng hay mà đá cũng hay nữa nha. Hết banh. Trận đấu này đá rất là gay cấn nha. Ê, đụng tay, đụng tay. Ôi, bạn kia đã hay gì vậy? Bạn cộng mình ơi. Mạnh với Minh phối hợp. Rồi, đã trớn rồi mình ơi. Rồi, hay quá Minh. Hay quá, trời ơi, Mạnh không lên. Rồi, rồi. Rồi bạn, tấn công lại. Rồi, không hiểu với nhau. Hồi nãy gây cấn lắm nha. Bạn áo đỏ kia đá cũng ngang ngửa đứt nha. Kỹ thuật rất là hay. Đó bạn đó. Vào.
Rồi không tin nổi. 4-3 nghiêng về đội mình. Anh em ạ. À. Chung ơi, chụp tốt lên nha. Hình như đã bắt kìa. Ừ. Rồi ok, chờ bên kia bắt xe á. Trời ơi, vào luôn. Hồi nãy là đội mình có bạn cái đội kia là được quyền đá bát, là đá từ giữa cung thành một phát tới thủ môn luôn, chỉ thủ môn mới được cản thôi. Mà nãy trung cản không được nên thua. Giờ tới đội mình đá bát, giờ ai đá bát nè? Mình đá bát. Rồi Mạnh đá bát. Rồi bây giờ là tới đội mình đá bát lại là giống như penalty mà đã từ xa giữa sân vô gôn luôn nha, chứ có thủ môn chụp thôi. Trời ơi, Mạnh đi đâu rồi? Rồi mình đỡ bằng bụng hả mình? Thôi con chọn cái tay lại chứ thôi lại cái bụng con nâu nóc luôn rồi. Trời ơi, đội bạn bên đây nữa hả? Đâu mà đội bạn chỗ nào cũng có vậy? Đội bạn chạy chậu rất là chuyên nghiệp nha. Trời. Rồi. Lại nguy hiểm nữa. Ăn cản banh thành công. Phạt góc ơi, như thế nào? Trời, dứt thẳng vô khung thành luôn. Hiện tại là trời đang chuyển mây và mưa lâm râm rồi. Hôm nay trận đá này rất là đặc biệt nha. Cơn mưa đầu mùa. Trời ơi, chị mày bắt chuột cái gì vậy? Wow, bạn áo trắng kích xuất xa lắm nha, mà cứ sút nào cũng đều nguy hiểm hết. Rồi 4 điều rồi. Rất là kịch tính luôn. Sát sức nhau. Hay quá đất ơi. Trời ơi không vào. Rất là tiếc luôn. Cơ hội đã qua. Có lặp lại cơ hội nữa không đây? Ừ. Tiếc quá các bạn ơi. Cơ hội cho Minh nữa mà để bỏ lỡ rồi. Tấn công lại. Hay quá Đức ơi. Trời ơi, Đức chuyện nhanh như vậy. Trời ơi, quá trời người luôn, để đội bạn qua vậy. Sao lưng. Hay quá, quá chuyên nghiệp. Trời ơi, hay quá đúng không? Mời để. Thủ môn rất là hay. Trời ơi, thủ môn cản mấy phát luôn. Phản công nhanh. Trời ơi, nãy không ai hết kìa. Qua nổi không đây? Trời ơi, đứt lắm không lại rồi. Kịch tính quá. Ô, oh, hên quá. Trời, đội bên kia đổi hai người nữa. Coi như là đội bên kia là đội hình mới hoàn toàn nha. Đội mình nếu mà có thua là cũng gọi là đáng khen ngợi các bạn, do là không có đổi người, đá từ đầu tới đuôi luôn. Mình đổi bên kia đổi người nãy giờ hai lần rồi, đổi mới hoàn toàn luôn rồi nha. Wow, hay quá Đức ơi. Yeah. Wow, nụ cười đó nở trên mặt của anh Đức. Quá tuyệt vời. Đội bên kia đổi người liên tục mà coi như là cũng xích sao đội mình chứ không áp đảo dữ lắm nha. Đội mình đá với niềm tin nên là đã chiến thắng. Đã hết sức luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng hơn nữa. Càng xíu nữa mưa lớn á, thì nếu mà có mưa thì mình cởi áo. Cởi áo luôn. Cởi áo ít hay. Ừ, chung là có chiến thuật là cởi áo là ít hay nha. Thôi uống nước nghỉ mệt rồi đi đá tiếp. Nãy giờ là mình nghỉ mệt lần thứ hai rồi nha. Rồi bây giờ trước khi đá hiệp thứ ba rồi bên mình có bạn lại chiến thuật gì không? Có. Nãy giờ sau khi đá thì còn đã rút ra kinh nghiệm. Đó chính là đá người là phải biết kẹt, đừng mua vào dầm trái bóng. Tại trái bóng nó không theo mình đâu. Nó hiểu rồi. Mà. Đúng đúng. Vậy là ai không dễ là kè theo người, đừng kè theo bóng. Ừ. Rồi bây giờ chiến tiếp thôi anh em. Rồi, hiệp thứ ba. Vô. Người ta đá banh là có hai hiệp, mình tới nhiều hiệp nha các bạn. Coi như là đá mệt là nghỉ thôi à. Hay quá chúng ơi. Phạt công. Ồ. Phạt góc ơi. Rồi phạt góc tiếp. Rồi. Phạt công rút về. Lên. Cùng quá nhanh luôn rồi. Trời ơi, một mình Trung cản hai người. Hay quá Trung ơi. Hay quá. Một mình Trung cân ba luôn. Đức vô phụ. Chị trời ơi. Trung cân ba luôn. Bên lên ơi. Trời ơi.
bên mình phán công không thành. Hay quá. Quá hay không? Sau khi nghỉ mệt xong đội mình có vẻ là sung sức hơn ấy nha. Rồi rồi, chuyện ngay đội bạn vậy. No. Rồi quá nhẹ nhàng. Mới vừa khen xong cái thua luôn. Đội mình thì Trung đang cởi áo để tăng sức mạnh lên thứ hai nha. Rồi rồi, rồi chết rồi. No. Trời ơi. Và đây là Paulo Kilo. Wow. No. No. Wow. Bạn áo xanh đá hay quá. Banh vô chân là vô liền. Rồi giờ mưa lớn tới đây các bạn ơi. Tụi mình như thế nào đây? Có dầm mưa đá hay không? Đó bạn này nữa, lại bạn này nữa. Chi bạn nữa rồi. Được không? Hay quá, thành công, thành công. Rồi. No. Trời hên quá. Kiểu vậy chắc đội mình thua rồi. Trời ơi, đội bên kia có người thay, còn bên mình á thì chơi luôn à, không có ai gì hết trơn á, bởi vì team mình mệt phải rồi. Đúng rồi, bên kia mạnh quá à. Đúng rồi, mệt là thay người liền luôn á. Ê, giờ mưa rồi, đánh không? Đá tiếp, tại vì mưa tiếp sức á, nó đỡ nóng. Đúng rồi. À, thôi tùy mấy đứa nha, mệt thì nghỉ, còn nếu đá nữa thì chúc chơi luôn. Chơi luôn. Đây. Rồi, vô cái không. Thôi, mình hết còn từ nào để diễn tả rồi. Rồi các bạn thắng công nữa rồi. Trời mưa trơn bây giờ là khó hơn nhiều nha. Sân trơn lắm. Đó đó. Trời. Giờ mưa xuống rồi. Mình chạy hết nổi không anh? Rồi rồi. Giờ mưa xuống té là ăn đã luôn. Chứ cần trật cái té, trật cái té. Kết quả chắc các bạn biết rồi. Rồi giờ team mình thua, giờ mình đẩy nước đội bên bạn với trả tiền sân. Mà đội bên bạn thấy không, có 5 người mà từ từ đá quá trời mười mấy người. Mà đội mình thua thì ngồi bên đây uống nước. Coi như trận đá bóng lần này là không cân sức, 1-4. Nói chung là cái này đá vui thôi bạn, thắng thua đều có city nuốt luôn. Đội mình thua thì mình cũng không buồn lắm, tại vì nếu mà thua thì mình lấy thêm kinh nghiệm thôi, còn thắng thì mình vui. Với lại đội mình đó bạn chỉ có 5 người thôi, đá chết. Còn đội kêu quá chỉ còn happy luôn, mình đá không lại. Rồi thì mục đích hôm nay là team mình đá banh để giao lưu hả các bạn ơi. Do đội bên kia là đá quá mạnh đi. Nói tóm lại là đội bên kia đá quá mạnh, đội mình thua là khâm phục luôn. Tuy đội bên kia là có thay người liên tục, nhưng mà thấy kỹ năng đá là mình thấy ai cũng hay hết. Bây giờ là đội mình thua, mấy đứa có công nhận không? Dạ công nhận. Nhưng mà con có cái này là mốt con sẽ lên núi Bà Đen con tập luyện đá banh về, con phải khiêu chiến lại mấy bạn đó mới được. Rồi vậy là có một trận giao hữu tiếp theo ha. Đúng rồi. Rồi ok. Ê, anh Minh lên núi Bà Đen tu luyện kìa, tối ông lên đảo khỉ đi. Đúng rồi đó, lên chảnh chơi đá banh với mấy con khỉ. Được. Để mình tu dẻo hết luôn. Lên đó tập bắn xạ với khỉ.